Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 1, chương 2, đó là hàm số bậc nhất. Ở video này, chúng ta sẽ đến với dạng số 3. Tại sao anh lại đặt tên nó là nơi giao thoa giữa đại số và hình học? Thì qua dạng số 3 này, các bạn sẽ cảm nhận được đó, giữa đại số và hình học có mối liên hệ với nhau. Từ đại số ta có thể hiểu được hình học, và từ hình học ta hiểu rõ hơn về đại số. Rồi, không dài dòng nữa, chúng ta sẽ bước vào dạng số 3, đó là biểu diễn điểm trên mặt phẳng tọa độ, xác định khoảng cách giữa hai điểm trên mặt phẳng tọa độ. Thì mặt phẳng tọa độ ở đây tức là mặt phẳng tọa độ OXY, hay còn gọi là tọa độ Descartes, do nhà toán học Descartes phát minh ra để dễ cho việc tính toán trong toán học. Thì trước tiên, đó là cách biểu diễn điểm M có tọa độ A và B trên mặt phẳng tọa độ OXY. Đầu tiên, ta kẻ đường thẳng vuông góc với trục OX tại A. Đây, ví dụ có một điểm M bất kỳ. Được chưa? Thì ta kẻ đường thẳng vuông góc xuống cái trục OX này. Được không nào? Đấy, và một đường thẳng vuông góc với trục OY. À, thì khi đó những cái điểm này gọi địa điểm A này, B. Được chưa nào? Đấy, và AB chính là tọa độ điểm M trên cái mặt phẳng tọa độ OY này. À, phần này thì các bạn cũng đã được giới thiệu sơ qua ở lớp 7 rồi đấy. Rồi, đến một phần quan trọng hơn, đó là xác định khoảng cách giữa hai điểm. Thì công thức này thường các bạn sẽ gặp ở lớp 10. Nhưng mà ở đây thì cái việc chứng minh nó cũng khá đơn giản đấy, nên bạn nào có khả năng học tốt thì nên nhớ công thức này nhé, sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Ở đây anh có ví dụ người ta biểu diễn bằng hình học và những cái tọa độ. Điểm A có tọa độ là XA và IA. Điểm B có tọa độ là XB và IB. Đây là XB. Ta có khoảng cách giữa AB, các bạn nhìn nhé, khoảng cách giữa AB thì có phải là đường chéo của cái tam giác vuông AHB vuông tại H đâu. Đúng chưa nào? Thì đoạn AH chúng ta sẽ lấy đoạn XB trừ cho đoạn đoạn XA thì ra được đoạn đoạn AH. Còn đoạn BH thì chúng ta sẽ lấy là IB trừ cho IA. Được không nào? Thì ra được cái đoạn BH. Và đơn giản thì ta thấy đó là hình tam giác vuông. Ta áp dụng định lý Pythagore, ta sẽ tính được đoạn AB. Đó, độ dài đoạn thẳng AB thì là bằng đoạn AH căn của đoạn gì? AH bình cộng BH bình. Thì tức là công thức gốc của nó, AH ta tính được là XA chứ XB thì tất cả bình cộng cho BH tức là IA trừ cho IB tất cả bình. Đây, và đây là công thức gốc. Bạn nào nhớ được công thức này thì rất là tốt nhé. Rồi, và để dễ hiểu hơn về cái phần tính toán độ dài đoạn thẳng trên mặt phẳng tọa độ, các bạn bước vào cái ví dụ 1. Đấy. Thì ở đây anh sẽ vẽ cái hệ trục tọa độ cho các bạn nha. Đây, trục tung là OI, còn trục hoành là OX. Người ta bảo là biểu diễn hai điểm A có tọa độ là 2 và 1. Thì các bạn, A, điểm 2 này chính là tung độ, là XA. Còn điểm 1 chính là, xin lỗi các bạn, điểm A chính là hoành độ là XA. Còn điểm 1 chính là IA, được chưa? Thì các bạn xác định hoành độ trước, tức là ở đây các bạn chia tỷ lệ nhé. Ở đây anh chia tỷ lệ. Vậy đây là 2 này, 1.
Đó, các bạn kẻ những cái giao nhau giữa hai cái đường thẳng này đấy chính là điểm điểm A, hoành độ là 2 và tung độ là 1. Đây là điểm A này. Còn điểm B có tọa độ là 4 và 5. Thì các bạn vẫn xác định là hoành độ trước, đúng chưa? Và tung độ. Đấy. Rồi các bạn cho chúng vuông góc, kẻ vuông góc và giao điểm của chúng chính là điểm B. Vậy đây chính là cái đoạn AB. Được không nào? Đây, đoạn AB. Giờ người ta bảo tính khoảng cách. Rồi, nếu bạn nào không nhớ công thức á, thì chúng ta dựa vào cái hình này, được chưa? Dựa vào hình vẽ. Còn bạn nào mà nhớ công thức rồi, ta áp dụng ngay công thức này đây. Được chưa? Ở đây anh áp dụng công thức là AB sẽ bằng căn của gì? XB. XB lúc này là 4 với 5 này. A chính là 2 và 1. Vậy XB trừ XA tức là 4 trừ 2 tất cả bên cộng cho IB là 5. Các bạn cứ lấy sau trừ trước nhé. Hoành trừ hoành, tung trừ tung, được chưa? Tức là 5 trừ cho 1 bình phương. Vậy nó bằng bao nhiêu? 4 trừ 2 là bằng bằng 2 bình phương này, cộng cho 5 trừ 1 là 4 bình phương. Tức là bằng 16. Đó, và các bạn tính ra AB sẽ được là hai căn 5. Còn bạn nào không nhớ công thức, đúng không? Thì chúng ta lại suy luận với cái tam giác vuông thôi. Đây, nó vuông điểm này gọi là điểm H, được chưa? Thì đây, cái đoạn AH chính là lấy 4 trừ cho 2, đoạn AH là bằng 2 này. Được không? AH là bằng 2. Còn đoạn BH tức là lấy 5 trừ cho 1, đấy, lấy cái đoạn lớn này trừ cho đoạn nhỏ này. Ta tính được đoạn BH. BH tính là bằng 4. Rồi chúng ta sử dụng cái công thức Pythagore thì suy ra AB bình á, hay là AB sẽ là bằng 2 bình cộng cho 4 bình, đúng không? Thì nó cũng tương tự ở đây thôi. Chúng ta có hai cách để giải cái câu này. Được không nào? Rồi bây giờ ta chuyển qua ví dụ số 2. Cho tam giác ABC có những cái tọa độ này. Thì tính chu vi tam giác ABC. Chu vi tức là chúng ta phải tính cái gì nào? Tính độ dài của ba cạnh cộng lại, đúng không? Tức là tính đoạn AB là bằng bao nhiêu? Thì chúng ta ghi công thức là XB trừ XA tất cả bên cộng cho IB trừ IA tất cả bên. Đấy. Ta tính đoạn BC thì lại lấy điểm sau trừ điểm trước, đúng không? Cái mẹo là XB này, à XC trừ cho XA. À xin lỗi, trừ cho XB tất cả bên cộng cho IC trừ cho IB tất cả bên. Tiếp theo ta tính cái đoạn AC tức là lấy XC trừ cho XA, đúng không? XC trừ cho XA tất cả bên cộng cho IC trừ cho IA tất cả bên. Rồi ở đây ta thế số vào thôi. XB trừ XA tức là căn của hai bình phương cộng hai bình phương thì là bằng căn 8, đúng không? Căn 8 thì là bằng hai căn 2. Tiếp theo đó là XC trừ cho XB. 5 trừ 3 là bằng căn của hai bình phương này cộng cho IB, IC trừ cho IB là trừ 2 tất cả bình thì cũng là hai bình phương. Vậy đây cũng là hai căn 2. Tiếp theo là XC trừ cho XA là bằng căn của 4 bình phương này cộng cho IC là 1 trừ 1 là bằng 0. Vậy đây là bằng 4. Rồi vậy ta có gì nào? À, ta có ba cạnh này thì các bạn tính chu vi tức là lấy ba cái đoạn này cộng lại thôi nhé. Rồi, không có gì khó khăn hết, được chưa? Câu B. Chứng minh tam giác ABC vuông cân. Rồi. Nó cân này, các bạn nhìn thấy hai đoạn này bằng nhau không? Ta có.
BA bằng BC là bằng 2 căn 2. Suy ra tam giác ABC cân, đúng chưa? Mới nó mới cân thôi. Còn muốn nó vuông thì ta phải làm sao nè? Ta sử dụng định lý Pythagore đảo, đúng không? Đấy. Ta có cái đoạn AC bình thì là bằng gì nào? 4 bình phương là bằng 16. Rồi, AB bình đúng không? Cộng BC bình là bằng 2 căn 2. Tất cả bình cộng cho 2 căn 2, tất cả bình là bằng 8 cộng 8 đấy. Tức là cũng bằng 16. Suy ra AC bình là bằng BC bình cộng cho BA bình. Vậy theo định lý Pythagore đảo, đúng không nào? Thì ta chứng minh được là gì? Tam giác ABC vuông vuông tại đâu? Vuông tại B, được chưa? Đây là điều số 1, đây là điều số 2. Ở ý thứ đầu tiên là nó cân, đúng chưa? Ý thứ hai là nó vuông. Vậy thì kết hợp hai ý 1 và ý 2, ta chứng minh được là tam giác này là tam giác vuông cân tại B. Đó là cách xử lý ví dụ số 2. Rồi, tiếp theo ta chuyển qua ví dụ số 3. Cho tam giác cho các điểm A, B, C, biểu diễn các điểm A, B, C trên mặt phẳng tọa độ. Rồi, dựa vào cái ý này thì có thể cái ví dụ số 2 đấy, các bạn cũng có thể biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ nhé. Rồi, ở đây thì ta làm cái ý số 3. Ý số 2 các bạn cũng có thể sử dụng cái cách này làm ngoài nháp, hoặc có thể trình bày trực tiếp vào trong bài làm. Rồi, ta xác định tọa độ điểm A này, 2, 4. Đây. Vậy đây là điểm A. Điểm B có tọa độ là âm 1, 0. Đây là âm 1, 0 chính là tọa độ O đấy các em. Âm 1, 0. Vậy đây chính là điểm B. Điểm C có tọa độ là 0 và 4. Vậy đây chính là điểm C, được chưa? Rồi, tính chu vi và diện tích tam giác ABC. Chu vi là ta tính độ dài ba cạnh, đúng không? Đó, và diện tích tam giác ABC. Rồi, giờ ta tính chu vi trước nhé. Thì các bạn sử dụng những cái công thức lúc nãy thôi. Được chưa nào? Ở đây thì có hình học nên là anh sẽ sử dụng Pythagore cho nhanh. Ví dụ anh muốn tính cái đoạn AB thì anh thấy nó nằm trong cái tam giác vuông, anh đặt đây là điểm H đi ha. Tam giác vuông BHA, vuông tại H, được chưa nào? Có cái đoạn BH á, cái độ lớn của nó nhé, thì có phải là bằng 3 không? Đó. Đoạn BH là bằng 3. Đoạn AH thì là bằng 4. Đúng chưa? Từ đây anh suy ra được là cái đoạn AB nó sẽ bằng căn của 3 bình cộng cho 4 bình đó, là bằng 5. Rồi, ở đây đoạn CA thì các bạn dễ thấy nó chính là bằng cái đoạn OH luôn, là bằng 2. CA là bằng 2. Rồi, có gì nào? Đoạn BC đúng không? BC thì là bằng cái đoạn BO, đúng không? BO là bằng 1, đúng không? Độ lớn mà các em, độ lớn thì nó là bằng 1. Từ B đến O, độ lớn nó là bằng 1. Nó nằm trong cái tam giác vuông là BOC đấy. Còn đoạn OC là bằng 4. Từ đây ta suy ra được là BC sẽ bằng gì? Căn của 1 bình cộng cho 4 bình, tức là bằng căn của 17 đấy. Rồi,
có ba đoạn này ta cộng lại thôi, được chưa? Ta cộng độ lớn của ba đoạn này lại thì ta sẽ tính được chu vi. Đấy, chu vi sẽ bằng 5 cộng 2 cộng căn 17, tức là 7 cộng căn 17 đấy. Rồi. Đơn vị độ đo, được chưa? Ở đây người ta không cho là cm hay là mét, nên là mình cứ ghi là đơn vị độ đo. Tiếp theo, ta tính diện tích, đúng không nào? Diện tích thì các bạn còn nhớ lớp 4 á, ta học là gì? Diện tích là bằng đường cao, đúng không? Nhân với đáy. 1 phần 2 đường cao nhân với đáy. Được không nào? Lên chọn cái đường nét đích này, thể hiện cho cái đường cao. Còn cái đáy chính là CA, được không? CA chính là cái đáy đấy. Vậy đường cao ở đây là gì? Chúng ta đặt là nó vuông góc, đặt là K đi ha. Vậy diện tích tam giác ABC sẽ bằng 1 phần 2 đường cao BBK, đúng không? BK nhân với CA là đáy. CA ta biết rồi, còn BK, BK chính là bằng cái đoạn OC, là bằng gì nào? Là bằng 4 nhân cho CA là bằng 2. Vậy diện tích của tam giác là 4 đơn vị diện tích, được chưa? Đó, vậy là ta đã kết thúc xong cái dạng số 3 này. Một cái dạng bài rất là hay, đúng không? Kết hợp giữa đại số và hình học. Đấy, các bạn nên xem kỹ cái dạng số 3 này, vì nó áp dụng rất nhiều trong những dạng bài tập khó. Và đến đây thì cũng đã kết thúc video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.